cảm xúc với Phi Nhung mà làm chung với Mạnh Quỳnh á, thì Phi Nhung rất là vui, rất là thích. Tại vì Quỳnh hiểu tánh Nhung mà Nhung cũng hiểu tánh Mạnh Quỳnh, nên hai đứa có thể nương qua nương lại. Không có gì bằng hạnh phúc mà khi mà một cặp đôi với nhau được khán giả cho vào lịch sử luôn đó. Là Nhung rất là hạnh phúc khi làm chung với Mạnh Quỳnh. Quỳnh với Phi Nhung thì đứng sân khấu hát thì những bài hát thì mình đã có trong chương trình hoặc như mình diễn với nhau thì nó tình tứ lắm, hoặc là mình hợp ý, nhưng mà đôi khi bước ra sân khấu xuống dưới thì hai đứa có những cái không có đồng quan điểm nhiều lắm. Ra mình dùng cái từ người vợ không bao giờ cưới là mình cho nó vui thôi, chứ thật ra hai đứa thì là bạn diễn với nhau thì đúng hơn. Ngoài bước chân xuống sân khấu thì tất cả hai đứa đều có mỗi người có một cuộc sống riêng, cho nên solo của Miro cũng như là những chương trình mà hai đứa làm việc chung với nhau trong cái game show thì đây là cái cơ hội để quý vị thấy là Mạnh Quỳnh với Phi Nhung chặt chém như thế nào. Thật ra thì Mạnh Quỳnh Phi Nhung làm việc chung cũng khá lâu, cũng gần 20 năm rồi. Thì đây có thể là một cái sự thay đổi về không những mình hát diễn sân khấu mà hai đứa lần lại sắp kết hợp chung với một cái chương trình Solo Miro với tư cách là ban giám khảo, thì để cho mình có một cái gì đó cho khán giả yêu nhạc cũng như yêu thích Mạnh Quỳnh Phi Nhung, ta thích muốn có cái gì đó mới lạ cho hai tiếng hát đó, thành thử Mạnh Quỳnh cũng rất là vui và cũng tạo mọi điều kiện để cho Mạnh Quỳnh Phi Nhung có dịp để xuất hiện chung với nhau.